Thưa quý vị, nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư điện chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Toàn văn thư chúc mừng của lãnh đạo cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez viết: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam phát huy những chiến thắng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước, tiếp tục thúc đẩy thành công công cuộc đổi mới, bảo đảm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh như Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em đã đề ra. Chúng tôi xin được nhấn mạnh mong muốn và cam kết trong việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp và tình cảm anh em giữa hai đảng đã được các lãnh đạo lịch sử Fidel Castro Ruz và Hồ Chí Minh kính yêu xây dựng. Chúng tôi xin gửi lời tới đồng chí những tình cảm anh em hữu nghị thân thiết nhất. Toàn văn điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un viết: Được tin đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí sẽ đạt được tiến triển to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điện chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio viết: Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới ngài nhân dịp ngài được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo xuất sắc của ngài. Nhật Bản và Việt Nam đã và đang xây dựng quan hệ hợp tác mật thiết trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tôi tin tưởng rằng việc ngài, một người bạn lớn quan trọng của Nhật Bản, được bầu giữ chức Tổng Bí thư sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Tôi mong muốn tiếp tục cùng ngài đưa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới trong thời gian tới. Trong thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm, uy tín cao và phẩm chất cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và xác định các phương hướng hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo nhiều chính đảng cũng đã gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư điện chúc mừng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ cao nhất của đảng là kết quả của sự nỗ lực cống hiến của đảng vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam, di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục công cuộc cải cách mà đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam đã tiến hành để hiện thực thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đánh giá sự kiện sẽ là một trang mới trong quan hệ hàng thế kỷ giữa hai đảng, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích quốc gia, đồng thời thúc đẩy các lý tưởng của phong trào cộng sản và công nhân. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường phát triển kinh tế và xã hội cũng như tiếp tục hành động vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Đảng phong trào cánh tả thống nhất Dominica Miguel Mejia khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là sự ghi nhận tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, của các đồng chí lãnh đạo đảng đối với đồng chí Tô Lâm, thể hiện tầm nhìn chính trị, sự kiên định, sự cam kết với đường lối của đảng, lý tưởng và sự dẫn dắt của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước kế tục. Ban Bí thư Đảng Cộng sản Bolivia đã bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đề ra và đạt được những thành tựu cách mạng mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mexico tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục tiến lên và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Argentina Jorge Greenes tin tưởng rằng tiếp nối di sản của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua việc củng cố chủ quyền và nâng cao phúc lợi cho người dân. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy hiểm để chủ động tổ chức di dời người và tài sản. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo và thông tin kịp thời về thời tiết thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan để người dân biết chủ động phòng tránh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương, kịp thời triển khai các công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu, hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, công trình đê kè đang thi công dang dở, bảo đảm an toàn tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt thủy sản, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ thủy điện, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông khi có tình huống thiên tai, hỗ trợ địa phương kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng phương tiện để triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và địa phương chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị, do mưa to kéo dài, sạt lở đất đã xảy ra lúc rạng sáng nay, khiến hai căn nhà thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ bị vùi lấp, khiến hai người tử vong. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 4 tháng 8, hai ngôi nhà tại km 18, thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ bị vùi lấp do sạt lở đất, trong đó một ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Đến 10 giờ sáng, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp trong căn nhà bị sập do đất đá sạt lở. Hai nạn nhân là hai vợ chồng, anh Tô Văn Mười, sinh năm 1977 và chị Mai Thị Hà, sinh năm 1975. Chủ hợp tác xã chế biến nông sản hữu cơ, chuyên kinh doanh các sản phẩm hoa hồi, dịch vụ giải trí ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, ven quốc lộ 1A cũ, cách thành phố Lạng Sơn 18 km về phía nam. Ngay sau khi quá trình tìm kiếm kết thúc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, gia cố các khu vực có nguy cơ sạt lở trong khu vực, bố trí người dân đến nơi trú tránh an toàn. Thưa quý vị, thực trạng xe khách cứ ra khỏi bến là đi chậm vòng vo, dừng đỗ đón trả khách và nhận hàng hóa gây mất trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra hàng ngày trên một số tuyến địa bàn trọng điểm chung quanh các bến xe lớn. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng Hà Nội đã có những giải pháp để ngăn ngừa các vi phạm. Tại đường Phạm Hùng, gần vị trí bến xe Mỹ Đình, không có mặt của lực lượng chức năng, không ít lái xe khách lại dừng đỗ ngay ngoài đường để đón trả khách thay vì hoạt động trong bến. Bất chấp khu vực này có biển cấm dừng, đỗ. Trước thực tế đó, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để xử lý lỗi vi phạm này. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cũng đã có xây dựng những cái phương án và những cái kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những cái trường hợp mà xe khách vi phạm. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các nhà xe. Ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã bố trí lực lượng chốt tại những điểm nóng về vi phạm dừng đỗ sai quy định. Và khi các xe khách không đi vào làn phải sát vỉa hè, cũng đồng nghĩa các tụ điểm hàng rong, quán nước, nơi tập kết người và hàng hóa để chờ xe không thể tồn tại. Để nhằm giảm thiểu cái ùn tắc giao thông, hai là để điều tiết các cái phương tiện mà sau khi trong bến xuất bến ra là không có cơ hội đón khách, trả khách trái quy định. Ba là để gọi như là phân loại được các cái phương tiện, cái xe tuyến cố định, xe chính thống và cái xe rủ bến góc để có biện pháp để xử lý ngăn chặn.
Để tuyến đường Phạm Hùng được thông thoáng như hiện nay, hàng ngày các lực lượng chức năng vẫn phải căng mình tại các chốt trực. Về lâu dài, ngành giao thông Hà Nội có thể nghiên cứu tổ chức lại giao thông khu vực các tuyến đường bên ngoài bến xe, có thể cắm biển phân làn riêng cho phương tiện xe khách để giải quyết tình trạng dừng đỗ tùy tiện, hình thành các tụ điểm xe dù bến cóc, gây bức xúc, tồn tại trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, thời gian qua, không ít người đã bị mất hàng chục tỷ đồng, trở thành nạn nhân vì thiếu hiểu biết khi đầu tư vào tiền ảo. Trong khi đó, tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam. Chính vì vậy, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về những cạm bẫy có thể mắc phải. Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã mở một trang web mang tên speeding.vip để kêu gọi đầu tư, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo mô hình đa cấp tháp ngược. Khi mà tham gia vào speeding thì với mỗi một cái gói như vậy thì mỗi một ngày họ sẽ nhận lại là 0,5% dựa trên cái số gói người ta tham gia và quy đổi ra bằng coin thôi. Trong đó thì cái quyền lợi là 0,5% mỗi ngày rồi. Thế còn cái phần thưởng thêm đó là một gói người ta tham gia thì phụ thuộc vào cái gói người ta sở hữu nữa thì mới có được cái số phần trăm và tính ra từ 10 cho đến 15%. Tự thổi giá đồng tiền, sau đó đưa ra giới thiệu về các dự án với lãi suất cao. Càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đó chỉ là một trong những thủ đoạn đánh vào lòng tham mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để bẫy nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tham gia gói thì các đối tượng là kêu gọi và hứa hẹn là trả hoa hồng cao. Thực tế thì có được trả hoa hồng cao, nhưng mà về rủi ro thì toàn bộ cái điều tiết dòng tiền và các cái quản trị dòng tiền thì do đối tượng Thoại là cầm đầu và đã toàn bộ điều hành cái trang web này. Thì việc các nhà đầu tư nếu như không có người tham gia đầu tư sau thì đương nhiên là các nhà đầu tư vào thì sẽ bị mất tiền. Vì cái tiền khi mà vào cái gói speeding này thì sẽ không thanh khoản được và sẽ không đẻ sinh lợi ra tiền, bởi vì công ty và cá nhân của các đối tượng là không có một cái hoạt động kinh doanh để sinh lợi. Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận. Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư tiền ảo. Thưa quý vị, 60 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa chiến thắng trận đầu vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, cổ vũ và động viên quân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những người làm nên chiến công oai hùng đó, phần vì vết thương chiến tranh, phần vì tuổi tác đã ngày càng thưa vắng dần. Bên cạnh những câu chuyện oai hùng, những cựu chiến binh hải quân năm xưa luôn nhắc nhớ về những mất mát hy sinh, xúc động, trân quý những đồng đội đã ngã xuống trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Cách đây tròn 60 năm, ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Nhân dân Việt Nam sau 9 năm thành lập, lần đầu tiên ra quân chiến đấu, đã dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc. Đó là chiến công, là sự khởi đầu của bản hùng cao anh liệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Với ông Hữu Bản và cả ông Thái Phú, đều không thể quên hình ảnh về những người đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thi thể của họ đang nằm lại dưới đáy nước trùng dương. Họ đã mãi hóa thân vào biển cả. Trong quá trình chiến đấu thì nói một cách như này rất cực kỳ là oanh liệt. Không có đồng chí nào nao núng cả. Các khẩu đội pháo nhả đạn rất là mãnh liệt. Thậm chí bị thương như đồng chí Trần Viết Ý đang lái tàu này bị thương một mảnh rocket bắn vào ngực trái. Thì một tay là ôm vết thương, còn một tay vẫn cứ lái con tàu đi để mà tránh đạn. Cho đến khi mệt quá rồi, đồng chí không thể lái được. Thì lúc giờ tôi lên thay và lái con tàu vào cái khe hòn lẹ, đưa anh em thương binh và liệt sĩ đến đấy. Và tàu lúc giờ cũng từ từ chìm xuống. Còn một cái điển hình thứ hai nữa là ý chí chiến đấu của đồng chí Đặng Đình Lống.
khẩu pháo 14-5 ở mạn trái. Đồng chí chiến đấu cực kỳ là ngoan cường, một chân đã bị gãy mà đồng chí vẫn cứ treo mình lên khẩu pháo 14-5 mà chiến đấu máy bay giặc. Khi mà chúng tôi hạ đồng chí xuống thì một chân đã nát rồi. Trong thời gian mà lúc đầu tôi tiếp đạn bình thường theo cái nhiệm vụ của mình, tức là cái cửa sổ trên trần, và tôi lấy đạn ở trong khoang và đưa qua cái cửa sổ lên cho các đồng chí ở trên nhận. Thế nhưng sau đó nhiều đồng chí bị thương, không chiến đấu được, thì là tôi phải bê những cái băng đạn đó, tôi chạy qua cái đường lên xuống cái khoang đó để tôi tiếp đạn cho bên trên, để cho các đồng chí có đạn để bắn. Trong hai trận tập kích của Mỹ ngày hôm đó, trận đầu thì khoảng độ hơn 20 phút và sau đó khoảng gần 40 phút thì Mỹ tập kích lần thứ hai. Cả hai trận này thì tôi đều tiếp đạn tốt cho khẩu pháo vị trí ở phía trước mũi, gọi là vị trí 3. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng âm vang hào hùng của chiến thắng trận đầu vẫn còn mãi, trở thành một trong những biểu tượng sáng ngời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Chiến thắng hào hùng đó và những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn còn hết sức tươi mới, soi rọi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay, đặc biệt là trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với nhiều thử thách và yêu cầu ngày càng cao. Thưa quý vị, trong khi nghệ thuật sân khấu đang thiếu những kịch bản hay và chất lượng, những người làm nghề đã lựa chọn các tác phẩm văn học để chuyển thể, dàn dựng thành các tác phẩm sân khấu phục vụ khán giả. Thực tế chứng minh nhiều tác phẩm văn học lên sân khấu đã đem đến cho người xem nhiều bất ngờ và không ít vở diễn giàu giá trị, thông điệp nghệ thuật đã ra đời từ những tác phẩm văn học. Những năm gần đây, nhiều tác phẩm văn học đã được chuyển thể sang các loại hình sân khấu như Vợ chồng A Phủ, Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, Chuyện kiều của đại thi hào Nguyễn Du, Văng bóng một thời của nhà văn Nguyễn Tuân, Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã mang đến những trải nghiệm hết sức mới mẻ cho khán giả. Mới đây nhất, lần đầu tiên tiểu thuyết đầu tay Bỉ Vỏ của nhà văn Nguyên Hồng được dàn dựng theo loại hình nhạc kịch. Buổi ra mắt tại thành phố Hải Phòng đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhạc kịch Bỉ Vỏ có kết cấu 3 hồi, 8 cảnh với sự tham gia của hơn 80 diễn viên. Âm nhạc mở ra bức tranh xã hội Việt Nam dưới thời thực dân nửa phong kiến. Tác phẩm do nghệ sĩ Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn. Mình rất là cẩn trọng với tác phẩm văn học Bỉ Vỏ. Cả những cái câu từ, những cái ý tưởng, rồi tất cả những cái thông điệp của tác phẩm mình phải nghiên cứu, mình phải nghiền ngẫm để làm sao mà chuyển thể sang những cái hình thức nhạc kịch và những cái loại hình nghệ thuật ấy, nó chất lọc, nó đi được vào cái chiều sâu và đi vào những cái nội dung chính. Thì đối với tác phẩm Bỉ Vỏ của nhà văn Nguyên Hồng thì khi sáng tác mình rất là áp lực, mong muốn để mình tìm ra những cái chìa khóa ấy, để mà tạo nên một cái vở nhạc kịch mà có cái sự kết nối với tư duy, với thẩm mỹ nghệ thuật của khán giả đương đại. Đấy là một cách sáng tạo, đấy là một cách mà chuyển đổi, tôi nghĩ rằng là hợp lý. Người ta xem, người ta hiểu được cái lịch sử thời xưa. Đây là một cái cách đột phá, một vở nhạc kịch hay. Đưa tác phẩm văn học lên sân khấu là một lợi thế khi tác phẩm đã được thẩm định bởi thời gian và độc giả. Nhưng đây cũng là một thách thức với các nghệ sĩ khi chuyển thể. Cái khó nhất để mà truyền thể là những cái tác phẩm văn học đó nó đi sâu vào trong cái tâm thức của người dân. Cho nên cái việc mình truyền thể sang một cái loại hình nghệ thuật, bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, thì trước hết mình phải tôn trọng và mình phải giữ được cái hồn cốt của cái tác phẩm văn học đấy. Một là mình trân trọng những cái giá trị lao động của những người nghệ sĩ đi trước mình. Hai là mình sống có trách nhiệm với chính những cái kho tàng ấy, cái nền tảng. Mà từ cái nền tảng đấy thì mỗi người nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay mới đứng lên được. Điểm khó thứ hai là bất kỳ một cái ngôn ngữ nghệ thuật nào nó cũng có những thủ pháp, nó cũng có những nguyên tắc riêng. Vậy thì khi chuyển thể mình phải nắm vững được tất cả những cái ngôn ngữ của thể loại nghệ thuật ấy, thì nó vừa là cái khó nhưng mà nó lại vừa là cái điểm hấp dẫn và nó lại vừa là cái điểm mà thách thức ấy, để mỗi người nghệ sĩ phải tìm ra cái phong cách riêng của mình. Bản thân tôi là một người xem thì tôi cảm thấy là sân khấu lấy từ các tác phẩm văn học ấy là một cái xu hướng rất là tốt. Có sẵn cái tác phẩm của Việt Nam mình, không cần phải mượn các tác phẩm của nước ngoài. Đây là một cái cách nối dài đời sống của tác phẩm văn học, gợi sự tò mò cho người xem rất là nhiều. Nhiều tác phẩm văn học nước ta thời gian qua được chuyển thể thành tác phẩm sân khấu, vẫn giữ được hồn cốt của tác phẩm, nối dài sức sống và khoác tấm áo mới cho tác phẩm văn học, đồng thời cũng tạo ra những vở diễn giá trị và giúp thu hút khán giả đến với các loại hình sân khấu.